Này mình ghép ghép là phát quốc tế, đổi thay đổi sim thoải mái luôn nha các bạn. Đó, hiện tại cái máy này là nó đang bị sim bị khóa này nha các bạn, sim bị khóa này nha. Xin chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn ghép sim cái con iPhone 7 mà khóa nhà mạng T-Mobile nha các bạn. Cái này mình ghép ghép là phát quốc tế, đổi thay đổi sim thoải mái luôn nha các bạn. Đó, hiện tại cái máy này là nó đang bị sim bị khóa này nha các bạn, sim bị khóa này nha. Thì mình ghép bằng cái phôi iPhone 7 nha các bạn. Có nhiều bạn ghép bằng cái phôi iPhone 7 không được á, có nhắn tin cho mình kêu mình làm cái clip hướng dẫn chi tiết cho các bạn không. Thì hôm nay mình hướng dẫn chi tiết cho các bạn phát quốc tế bằng cái phôi iPhone 7 nha các bạn. Thì hiện tại bây giờ thì mình muốn phát quốc tế thì mình phải chỉnh luôn cái mã IMC của AT&T nha các bạn, giống như mình mượn cái mã IMC vậy á. Thì nếu mà các bạn xài ghép bằng cái phôi iPhone 7 á, nếu các bạn ghép bằng cái phôi iPhone 7 á thì các bạn phải là mượn một cái máy quốc tế ha. Đó, cái phôi này là phôi iPhone 7 nha các bạn. Ha, phôi ghép iPhone 7 ha. Thì các bạn phải mượn một cái máy quốc tế thôi, chứ các bạn ghép cái máy lock luôn các bạn chỉ đổi được cái mã ASIC thôi, chứ cái mỗi mã IMC thì các bạn không có đổi được ha. Thì mình bỏ vô cái máy quốc tế, mình đổi mã ASIC hiện hành với lại thay đổi luôn cái mã IMC á, rồi mình bỏ qua máy máy lock mình AT nha các bạn. Thì các bạn bỏ phôi ghép với lại cái sim vô cái máy quốc tế này các bạn, rồi các bạn đợi xíu không, rồi các bạn vô cài đặt, các bạn vô cài đặt, vô cài đặt, rồi các bạn vô di động, vô cài đặt nè. Các bạn phải đợi xíu ha, đợi xíu giống như cái sim với phôi ghép cái máy nó nhận nè. Các bạn vô di động nè, đó nó nhận rồi các bạn vô ứng dụng sim ha. Thì cái phôi iPhone 7 trong ứng dụng sim nó sẽ hiện lên những cái menu ha. Rồi các bạn vô dòng 3 nè, đó vô, rồi edit cái mã ASIC các bạn nhập cái mã ECCD á, mà cái mã nó thực thi á các bạn. Cái này mình luôn cập nhật cái mã mới ở dưới phần mô tả ha, các bạn có gì các bạn tham khảo thêm nha. Thì hiện tại cái mã 04232 các bạn, cái mã IMC, cái mã ECCD á là 04232 á, là nó còn thực thi nha các bạn. Nói chung là nó còn sống á, thì mình ghép bằng cái mã đó ha. Rồi các bạn chọn dòng 8 nha các bạn, nhớ chọn dòng 8 ha. Các bạn chấp nhận nè. Rồi các bạn đợi một xíu, đợi một xíu, các bạn phải đợi một chút rồi các bạn vô phần cài đặt giới thiệu á, các bạn coi thử cái mã ECCD á nó đã đổi chưa, rồi các bạn mới đổi cái mã IMC ha. Dù lúc các bạn làm nhanh quá vô đổi mã IMC á thì là nó bị lỗi kích hoạt nha các bạn. Đó, các bạn coi nè, mã CCD rồi đó, nó 0422 nó về mã mới ha. Rồi các bạn trở lại vô di động, rồi các bạn nhập cái mã IMC của AT&T nha các bạn. Đó, số 2 nè. Rồi các bạn nhập cái mã IMC của AT&T vô, mã là 310401 ha. Rồi các bạn bấm gửi đi, các bạn vẫn chọn dòng 8 nha các bạn. Các bạn nhớ chọn dòng 8 ha. Rồi ok. Rồi các bạn xong rồi, các bạn lấy qua, các bạn bỏ vô cái máy lock á, các bạn kích hoạt ha. Cái này thì mình ghép không cần cái không cần phải phát qua cái VPN nước khác nha các bạn. Không cần ha. Không cần ha. Cái này rồi bắt đầu mình lấy ra, mình bỏ vô cái máy lock, mình kích hoạt nha các bạn. Cái này mình đổi sim thì thoải mái, hiện tại thì ba nhà mạng là AU, AT&T với VPN đó thì các bạn không có phát quốc tế được không, các bạn phải xài chung như sim ghép. Nhưng mà cái iPhone 7 này thì ba nhà mạng mình mới nói á thì nó độ giữ sóng nó không ổn định nha các bạn, không ổn định nha. Cái này mình chỉ phát quốc tế cho những cái máy mà khóa mà khác ba nhà mạng AU, AT&T và VPN nha các bạn. Rồi các bạn bỏ vô máy quốc máy lock nè, rồi các bạn kích hoạt ha. Rồi các bạn xem video cảm thấy có ích thì các bạn like, đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình không. Rồi cảm ơn các bạn. Xin chào.